Một buổi sáng bình thường ở quê nhưng không bình thường ở trong lòng của chính nghĩa. Tại vì bình thường của chính nghĩa ở trong Sài Gòn là sáng bắt đầu từ 2 giờ chiều, còn bình thường của mẹ ở nơi chính nghĩa sinh ra là sáng bắt đầu từ 6 giờ 7 giờ. Xong hôm nay chính nghĩa được kêu dậy lúc 9 giờ sáng đã là một đặc ân rất lớn. Mẹ em nói vậy đó. Đặc ân đó dành cho thu nhập chính của gia đình vì đã có công đem nhiều quà Tết về nhà. Ủa alo nhưng mà ví dụ mà kêu dậy ăn sáng ngắm nhìn mặt trời lên rồi đó thì mình là để đồ ăn sáng cho con trai của mình được không ạ? À? Cái quán bánh xèo dẹp hết rồi mà kêu dậy. Bánh xèo ở đây để... Anh để cho mấy đứa ngủ nướng 9 giờ mấy dạo ủa alo tự nhiên kêu người ta dậy mà không để đồ ăn cho người ta ủa là làm sao ủa ủa là là chốt là mẹ em kêu em dậy để phụ việc nhà rồi đó chứ không có phải là để ăn á mọi người ở trong sài gòn á thì công việc rối bời ở nhà thì dọn dẹp rối bời rối tung rối mù luôn á công nghệ thì công nghệ chứ cũng phải dí cái máy hút bụi đi nó mới hút được nè chứ nó không có tự động mà có động cơ phản lực rồi bay lên tự hút được đâu dọn xong là em tính đi ngủ là ăn giấc nữa cái em nghe tiếng gì Ủa alo tính ra là con trai ruột là từ thành phố về là chưa được ăn sáng luôn á mẹ Một chàng trai hơn 5 triệu follow top top được người người săn đánh lộn săn đón Mà giờ mẹ em bỏ đói bắt em lao động cực lực canh nồi bánh tét nè mọi người Alo đi mọi người ơi, giải cứu bồ lô, giải cứu chính nghĩa, giải cứu bông tím đi à Chảy cái mặt luôn, nóng quá Bình thường đâu có lành đâu, bình thường là quá nóng luôn Ê, ví dụ giờ em trốn đi chút xíu chứ nồi bánh tét nó không có tét lét đâu ha em chạy vô trong em lấy cái bữa bối em đem từ sài gòn về cứu nét mấy khúc này nè bộ trên sâu bảy bữa sáng giờ em làm nhẹ hộp hủ tiếu nam giang đi làm lẹ lẹ đi trời ra nó khét cái bánh tét là em cũng khét luôn đó mà đường cái này đó thì làm có 5 phút thôi chế nước xô vô là nó bưng ra ăn thôi Ê, game này là dễ nó có thịt thật ngon như hoài tiệm luôn thì nó cũng giống như là mẹ em nấu gì đó nhưng mà nó tiện là có là ăn ngay không có làm vất giả đồ quá tiện ghê để em vô em lấy thêm tô hủ tiếu bò kho em khui ra cho mọi người coi là có thịt hay không để mình mình coi vậy thôi chứ mình không có ăn thì mọi người đón chứ đường đó nó có thịt thiệt mà lỡ khui rồi để ngoài nó hương hết thì mình phải ăn luôn hay tánh mình là ăn ít lắm á mà mình phải ăn cả hai hộp to luôn cho nên tự nhiên cái mình buồn ngủ ngang <laughs> đi vô ngủ Ê, mày thúi nói chứ em ngồi một chút mệt mẹ em cũng đuổi em vô phòng à tại ngồi ngán tay ngán chân á xong mẹ em ra lệnh cho em pha một hộp nào cũng được trong bộ bảy bữa sáng trên xô cho mẹ ăn thử đi thì em quyết định em lấy hộp bánh ra cu cho mẹ ăn cho nó lạ tại ở trong này không có cái này ê đừng tưởng chỉ có thịt thật nha riêu cua cool cũng là riêu cua cool thật luôn á em nói kiểu bất ngờ giùm mẹ em đó chứ em ăn hoài à cái mẹ em kêu là mua thêm cho mẹ mấy bộ đi bảy mùng bảy món tết hết rối bời Đỡ mất công sáng ha tao phải suy nghĩ đồ ăn sáng cho mày với ba mày nữa nghe tới cái khúc mà mua thêm nữa cái em chạy mất dép tại làm biến chạy đi mua lắm <laughs> Gia đình nhà bông và bữa ăn sáng rối bời đầu tiên ở quê. Tết năm nào thì cũng là Tết đoàn tụ. Đặc biệt hơn nữa là Tết năm nay sau khi mọi người đã trải qua một năm mà khó khăn đó, thì mọi người lại càng nhớ quê hơn nữa. Có mấy bạn nói là Tết mình là chi ly, mình không có gặp được đồng nghiệp, bạn bè trong thành phố nữa. nhưng mà không sao, mình tách tụ này cái mình lập tụ khác ở quê. Mình về với gia đình với bạn bè ở quê. Giờ mới là Tết khúc rối bời nè. Tết năm nào em cũng đem một đống đồ về nhà mà đặc biệt là năm nay nữa. Quà cáp mọi người tặng quà Tết em quá trời luôn để trong Sài Gòn sợ nó đóng mốc. ngồi em đóng một cái thùng trà bá em đem về quê luôn mọi người. Bình thường là đồ đạc là đã thấy rối rồi. Giờ Tết về dọn dẹp nhà cũ thêm khui cái thùng đồ này ra nữa thiệt thiệt á em rối bời mà em chống mặt hoa mắt ù tai rối loạn triều đình luôn á râu riêng là không kịp cạo luôn đó trời rồi dọn dẹp xong rồi đói muốn xỉu luôn mà giờ 10 giờ sáng rồi ai bán đồ ăn nữa cho họ ăn nhưng rất là tuyệt vời tại vì dưới đáy thùng nó còn có tia sáng mọi người à em là em tiên tri được cho nên em đem bộ bảy bữa sáng của chinh su về nhà liền nhưng mà thực ra là em tính là để tết mà mình ngán thịt kho hộp dịch rồi đó mình lấy ra mình ăn nhưng ai mà có về ngày này đến quá là sớm bữa sáng đầu tiên ở quê là em phải đá bộ bảy món chinh su này liền em với bông ly tính ăn thì hai quỷ nẻ nhào vô ừ, khúc làm có thấy đâu đâu thấy khúc ăn là lanh lắm xuất hiện giờ bạn bè không cho ăn thì ích kỷ quá nên em cho một cái thử thách đó là mình muốn ăn gì mình phải dùng cái muỗng mình ném vô ném trúng thì ăn ném hột nghỉ ăn chứ cái tại vì cái bộ này bảy món bảy bữa đa dạng món ăn mà phân chia nhau là cãi lộn mệt lắm cái bộ này nó có phở hủ tiếu bò kho bằng bông ri nó ném trúng bịch cháo su rồi ba bóng giả ăn chợt ném trúng cái hộp bánh đa cua thằng bông băng này nó ném trúng hộp hủ tiếu bò kho tại tay nó dài quá giờ tới lượt gia chủ lên muỗng nè đó nhìn đi nhìn rõ coi là ta ra tay làm sao nha lấy nữa đừng nói ý kiến à alo dính lần ba cái hộp là không hề có sắp đặt nào nha mọi người Ủa, người ta chủ nhà người ta bỏ tiền ra người ta mua người ta muốn làm sao ta làm vô duyên cái này vui duyên thiệt chứ ai cảm thấy đồng tình với em đưa tay lên giùm em ạ à. <laughs> nói gì nói chứ em chủ nhà em quyết định mọi người ơi nó không có quyền phản kháng tội nghiệp nhỏ quay phim cho nó luôn gọi mấy bà bông ly bông giả rồi vô nấu giùm đi alo à mua sẵn cho ăn rồi mà còn phải nấu giùm nữa là không chơi nha nhưng mà em là một gia chủ có tâm em mua cái bộ chinh xu này là nấu nhanh gọn lẹ liền lập tức trong vòng 5 phút thôi chứ hai bạn bè em chưa dữ lắm mà tết đang rối bời mà bắt tụi nó nấu lâu á tụi nó chửi cho lên bờ xuống hai ba cái ruộng luôn á làm gì làm năm đứa chị đều mỗi đứa hò mà lúc mở ra là trong này có thịt thật luôn nha giống như em cũng có cái thật vậy đó <laughs> mập thật nó chứ dễ thương thật đó trời ơi chán ghê thiệt sự mọi người nghĩ gì á rồi xong bưng ra ăn đi em ăn giùm tụi nó hai hộp này tại thấy tụi nó chi không có được mỗi đương hộp em đành phải ăn hai hộp thôi chứ sao mà mọi người phải công nhận ông là trên đời này ăn kế là ăn ngon nhất mình ngồi mình nhìn tụi nó ăn mà mình thấy ngon giùm luôn á chứ hả tết nhất đang rối bời mình có ăn uống được gì đâu <laughs> trời ơi tao nói mới dọn nhà mà xong bốn đứa ngồi ăn nói chuyện nhau vui vẻ ghê ừ. kiểu nói chuyện tâm linh tương thông rồi đó không cần mở miệng <laughs> rồi khúc này mấy bà ăn xong hết mấy bà đưa cái hộp không cho tôi rồi mấy bà nói tết nhất dọn dẹp nhà mệt quá rối bời quá không ăn uống được gì hết trơn trả lại cho mày nè tính ra là em dọn không á tụi nó chỉ có ăn thôi đó mọi người ăn cái hộp sạch bóng nhưng mà không sao bảy mùng bảy món tết hết rối bời dễ gì lần sau tao cho ăn nữa